ICC, sư đại diện của Asiana Plaza, sư đại diện của Saigon South Korea Club và đại diện của Tasty Kitchen. Thank you.
đến với chúng tôi quý vị nhé. Đầu tiên là chúng tôi giúp cho các thí sinh thấu hiểu bản sắc. Cái thứ hai là các bạn rèn luyện kỹ năng. Cái thứ ba các bạn có nhiều cơ hội để khảo sát trong trường thực tế và trong các thử thách liên tục của cuộc thi. Và cái cuối cùng là giúp các bạn tỏa sáng vào đúng thời điểm. Để các bạn có một cái bản lĩnh chín mùi nhất, một cái vẻ đẹp tự tin thực sự, gồm có cả kỹ năng, gồm có cả nội dung, nội hàm ở bên trong và cái nội lực để các bạn bước lên đấu trường quốc tế. Vì vậy mà tôi tin là cuộc thi Hoàng Hậu của Việt Nam đến thời điểm này, một điều chúng tôi rất là tự tin là mình đang đi đúng hướng. Và mình sẽ tìm ra được những người chiến thắng xứng đáng cho đấu trường Hoàng Hậu của thế giới. Xin cảm ơn. Để sản xuất ra chiếc vương miện cho Hoa hậu và cho Á hậu thì nó trôi qua một khoảng thời gian là cũng hơn 6 tháng. Phải nói là những giai đoạn rất là xa lạ đối với chúng tôi, bởi vì là ban tổ chức Hoàng Vũ Việt Nam năm 2022 đã đặt ra những cái tiêu chí và phải nói là những việc vô cùng khắt khe. Và đối với đội ngũ của chế tác những nghệ nhân của chúng tôi đã bỏ thời gian là hơn 2.000 giờ để sản xuất cái tác phẩm này. Câu hỏi của anh có hỏi chúng tôi là hãy bật mí về cái giá trị của chiếc khuôn miệng, thì tôi xin phép được nói như thế này. Tình cảm, tâm huyết của chúng tôi để sản sinh ra tác phẩm nghệ thuật của ngày hôm nay thì không có gì để đo lường được cái giá trị của nó. Phải nói là những ngày vừa qua và cũng từ đêm hôm qua cho đến ngày hôm nay, chúng tôi hồi hộp, chúng tôi mong chờ cái giây phút mà được công bố chiếc khuôn miệng như thế này, cũng là một sự chia sẻ về tâm huyết của chúng tôi. Vì vậy thì với cái giá trị của chiếc khuôn miệng với 279 viên đá sao kia và 2137 viên đá
giám định mà tất cả quý vị có thể tính toán trong suy nghĩ của quý vị, và là một nhà tài trợ, là một cái nhà tài trợ chính của cái thương hiệu này. Lần nữa xin